Mở đầu chương trình ngày hôm nay, Khánh Huyền và Thanh Ngọc xin chia sẻ một vài thông tin thú vị trong chuyên mục Bạn Có Biết. Quý vị thân mến, trong lịch sử 19 vòng chung kết World Cup, Brazil là đội duy nhất tham dự đủ 18 vòng chung kết và hiện đang giữ kỷ lục 5 lần vô địch. Theo tổng kết, trận chung kết World Cup thường có tỷ số cao khi 13 trận có tổng số bàn thắng trên 3 bàn và chỉ có 6 trận có tỷ số dưới 3 bàn. Trong đó thì trận đấu có tỷ số cao nhất là tại World Cup năm 1958, Brazil thắng đội chủ nhà Thụy Điển với tỷ số 5-2. Trận có tỷ số thấp nhất là đội Brazil hòa với Italia 0-0 tại Mỹ trong mùa World Cup năm 1994. Trong lịch sử 18 trận chung kết World Cup chỉ có 2 trận phải phân thắng định trên 11m sau khi có kết quả hòa sau 120 phút. Đó là các trận Brazil hòa Italia ở World Cup 1994 và Brazil thắng 3-2 penalty, và mới đây nhất là Italy hòa Pháp 1-1 tại World Cup 2006 mà kết quả cuối cùng Italy thắng 5-3 penalty. Đức và Brazil là hai trường hợp cá biệt. Cả hai đội thì mới chỉ gặp nhau duy nhất một lần trong lịch sử World Cup thôi. Đó là vào trận chung kết năm 2002, Brazil thắng Đức 2-0. Đây là điều thú vị bởi vì tính đến World Cup năm 2006 thì Brazil và Đức là hai đội từng thi đấu nhiều trận nhất, cùng được tới 92 trận. Và tiền đạo Shepherd đội tuyển Anh là cầu thủ duy nhất ghi 3 bàn thắng trong trận chung kết World Cup 1966 tổ chức trên quê nhà khi Anh đánh bại Tây Đức với tỷ số là 4-2 trong trận đấu kéo dài tới 120 phút. Bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử chung kết World Cup là bàn của tiền đạo Alberto ở World Cup 1970 vào lưới đội tuyển Italia, ấn định chiến thắng 4-1 cho Brazil.